Sáng nay ngày 3 tháng 6, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Các đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Thanh Hóa, dự và chỉ đạo diễn tập. Chương trình diễn tập được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 vận hành cơ chế. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Thanh Hóa đánh giá công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu năm 2024 theo hướng phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan tùy tình huống và cấp độ cháy rừng, phối hợp thực hiện không để xảy ra cháy rừng. Trong giai đoạn 2 của chương trình diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập thực binh tại điểm cao 133, phố Hàm Long, phường Hàm Rồng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, các lực lượng chức năng phối hợp triển khai phương án dập tắt các đám cháy rừng giả định với cấp độ từ thấp đến cao, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu người bị nạn một cách an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, kịp thời đánh giá mức độ thiệt hại để đưa ra phương án khắc phục. Ngay sau cuộc diễn tập, các địa phương, đơn vị có liên quan đã tổ chức rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng và nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.